thị trường smartphone màn hình gập năm tới, hãng smartphone lớn nhất thế giới đã bán được 500.000 Galaxy Fold. Điều này khiến hãng phải đặt ra yêu cầu với bộ phận màn hình về việc sản xuất số lượng lớn để đáp ứng mục tiêu của Samsung. Samsung ban đầu dự định sẽ xuất xưởng tới 10 triệu smartphone màn hình gập vào năm 2020, nhưng cuối cùng hãng quyết định giảm xuống mức 6 triệu chiếc. Tham vọng trên của Samsung được xem là khá cao so với tình hình thực tế, dù cho doanh số Galaxy Fold đời đầu khá ấn tượng. Có thể, Samsung đang muốn đi trước một bước và chắc chắn rằng, Hãng có khả năng sản xuất nhiều mẫu smartphone màn hình gập khi nhu cầu thị trường tăng lên. Thậm chí, Samsung đã tăng sản lượng màn hình gập lên 1 triệu tấm trong tháng này để đáp ứng nhu cầu Galaxy Fold của thị trường. Dù không có con số chính xác nào được tiết lộ từ Samsung, 6 triệu chỉ là một con số nhỏ khi so với tổng số thiết bị mà Samsung tạo ra. Với việc kiếm được nhiều tiền từ Galaxy Fold, mục tiêu 6 triệu chiếc smartphone màn hình gập tới tay người dùng năm tới của Samsung là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, Smartphone màn hình gập hiện nay mới ở giai đoạn khởi đầu và chưa được trải nghiệm trong thời gian dài. Vì thế, nhu cầu của thị trường có tăng lên với số lượng lớn như Samsung mong đợi hay không là điều cần phải chờ câu trả lời trong năm tới.